Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Chuyện Làng Quê. Hôm nay xin mời các bạn nghe chuyện Tình của Biển, tác giả Thạch Anh. Chương 3 có nhan đề Vết chai tay. Do nhà của Khánh Linh khá xa trường nên trưa ngày thứ 3 cô mang cơm theo và ở lại lớp để buổi chiều học thêm môn toán lúc 2 giờ. Hải An cũng xin phép bà ở lại trường để học tiếng Anh cùng với Khánh Linh. Sau khi các bạn trong lớp đã ra về, cả hai cùng đem cơm được chuẩn bị từ trước ra đặt lên mặt bàn. Khánh Linh gọi Hải An, cậu quay lại đây để ăn cơm cùng nhau cho vui nè. Hải An xoay người lại, đặt cơm lên bàn của Khánh Linh. Cậu mỉm cười, tôi chỉ có cái món này thôi à. Khánh Linh nhìn vào hộp cơm, có những con tôm bé xíu được rang với lá chanh. Cô hỏi, đây là con tôm nhỏ sao? Hải An bật cười. Khánh Linh nghĩ cậu ăn con tôm bao tử sao? Cậu nói với Khánh Linh, con ruốc đó. Khánh Linh gật gù, cố gắng ghi nhớ cái tên mà Hải An vừa nhắc tới. Đây là lần đầu cô sống ở gần biển, nên chưa từng biết đến những thứ này. Khánh Linh cúi xuống để nhìn thật kỹ những con ruốc trong hộp cơm của Hải An. Tôi chưa thấy con ruốc bao giờ. Hải An lấy cái muỗng xúc ra một ít ruốc rồi đặt vào hộp cơm của Khánh Linh. Vậy cậu ăn thử đi, ngon lắm, sáng nay tôi vừa mới rang đó. Khánh Linh mỉm cười, lấy mấy miếng thịt kho và rau cải thảo xào đặt lên phần cơm của Hải An. Còn đây là cơm mẹ tớ nấu, cậu ăn đi. Hải An cười tới hiếp cả mắt, cảm ơn cậu. Khánh Linh dù mới ăn con ruốc lần đầu nhưng đã rất thích. Cô không tiếc lời khen ngợi khả năng nấu ăn của Hải An, khiến cho ai kia vui ra mặt. Hải An nói với Khánh Linh, chỉ cần cậu thích sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn nữa. Khánh Linh nhìn Hải An rồi nói, hứa nha. Hải An khẽ gật đầu, hứa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hải An mang sách vở xuống ngồi bên cạnh Khánh Linh. Trước khi học bài, cậu ngập ngừng. Cậu dạy tôi thì đừng có cáu nha, tôi ngu thiệt chứ không phải giả vờ đâu. Khánh Linh cười lớn, cậu nói thế là không có đúng rồi. Có thể thi vào được trường này chứng tỏ cậu học đâu kém. Hơn nữa điểm số của cậu ngoại trừ môn tiếng Anh ra thì mấy cái môn khác đâu có tệ. Hải An ngạc nhiên, cậu tìm hiểu cái chuyện điểm số của tôi nữa hả? Khánh Linh mỉm cười, đương nhiên, phải xem học trò của mình là người thế nào chứ. Nói xong cô tiếp lời, cậu phải nghĩ rằng mình không có hề kém cỏi, cậu phải tin mình làm được. Nếu cậu không nghĩ như vậy, tớ sẽ không có dạy cho cậu nữa đâu. Hải An khẽ gật đầu, không biết lát nữa có bị cô ca một bài vì cái tội học kém hay không đây. Khánh Linh thấy Hải An còn chần chừ liền hỏi, tại sao không nói mà chỉ gật đầu như vậy? Hải An còn chưa biết đáp lại ra sao thì Khánh Linh đã lấy tay giữ cho Hải An nhìn thẳng vào mặt mình. Nói to rõ ràng, cậu có làm được không? Mặt Hải An dần nóng lên, cô gỡ tay Khánh Linh ra rồi nói, không có được tự ý đụng vô tôi vậy nữa nha. Khánh Linh bật cười khi thấy Hải An có vẻ sợ cái trò này. Việc giữ mặt rồi bắt nhìn thẳng, hô lớn này mẹ thường làm với Khánh Linh mỗi khi muốn động viên tinh thần của cô. Hải An thấy Khánh Linh cười liền nói, tôi nói là được chứ gì, tôi làm được. Khánh Linh gật đầu, tốt, giờ thì vào học thôi. Nói xong, cô lấy một quyển vở rất mới nhưng đã được viết kín đưa cho Hải An. Đây là một số từ vựng được chia theo chủ đề. Tớ muốn cậu mỗi ngày học 10 từ. Hải An mỉm cười, nhận lấy quyển vở từ Khánh Linh. Được. Khánh Linh chỉ vào sách giáo khoa tiếng Anh rồi nói, còn bài trên lớp mình vẫn phải theo, cho dù hơi khó đối với cậu. Bọn mình chỉ có thể từ từ lấp đầy khoảng trống về kiến thức, đồng thời cố gắng học theo giáo trình này. Hải An nghe vậy liền gật gù. Khánh Linh nói không sai, mặc dù là kẻ mất gốc nhưng không thể không học theo giáo trình trên lớp được. Dù sao thì đề kiểm tra cũng xoay quanh kiến thức được trình bày ở đó. Khánh Linh đưa cho Hải An một chiếc máy cassette, bên trong còn một cuộn băng cassette. Tớ đã thu âm toàn bộ từ mới trong quyển vở kia vào đây. Cậu sẽ nghe và tập theo. Thứ ba tuần sau, tớ sẽ kiểm tra xem cậu học tới đâu. Hải An gãi gãi đầu nghĩ tới cái đám từ mới trong vở. Là kiểm tra 70 từ mới luôn á hả? Khánh Linh mỉm cười, đúng vậy. Cuối quyển vở còn một số cấu trúc ngữ pháp thông dụng.
cậu đọc thử xem có hiểu không. Hải An méo máu, Khánh Linh ơi, tôi sợ cái này nhất đó. Khánh Linh bật cười, thì vậy mới phải học. Thi trên lớp đa phần là thi viết, sau này cậu gặp tình huống cụ thể, đôi lúc sai chút xíu, người ta cũng hiểu mình, nhưng trên lớp lại đâu có được vậy đâu. Nói xong cô tiếp lời, sau khi kiểm tra là sẽ tới thời gian học đuổi theo chương trình trên lớp. Có lẽ hơi giống học vẹt một chút, nhưng tớ sẽ cố gắng giải thích để cho cậu dễ hiểu. Hải An mỉm cười, chỉ cần cậu không có chê tôi sẽ cố gắng, cho dù khó tới đâu tôi cũng theo. Khánh Linh khẽ gật đầu, tớ còn một yêu cầu nữa. Hải An mở to mắt nhìn người đối diện, còn nữa hả? Khánh Linh đưa vào tay Hải An một cuốn sổ nhỏ, đây là cuốn sổ để cậu ghi nhật ký. Hải An bật cười, tôi có hết rồi. Khánh Linh tò mò, cậu cũng ghi nhật ký từ trước rồi sao? Hải An chạy về chỗ ngồi lấy ra một quyển vở, đây nè, không phải viết mà là vẽ. Khánh Linh đưa tay cầm quyển vở tò mò hỏi, tớ xem được không? Khánh An mỉm cười khẽ gật đầu, đương nhiên là được, tôi vẽ đâu có xấu lắm. Khánh Linh mở trang đầu tiên của nhật ký, đó chính là một bức vẽ về ngôi trường mà cô và cậu đang theo học. Chắc hẳn Hải An đã vẽ những bức tranh này vào ngày khai giảng. Sau đó còn có những bức vẽ về bà ngoại của Hải An, về hòn đảo nơi cậu lớn lên. Bỗng nhiên Hải An nhớ ra điều gì, vội vàng lấy lại quyển vở, nhưng Khánh Linh đã mở tới trang cuối cùng. Trong trang vở đó, hình ảnh một cô gái có nụ cười tỏa nắng hiện lên rất sống động. Tuy chỉ là bức vẽ từ bút chì, nhưng ánh mắt sáng ngời, mái tóc xoăn nhẹ như sóng nước đều được tái hiện rất sắc nét. Không khó để nhận ra người trong tranh chính là Khánh Linh. Hải An lý nhí giải thích, tôi vẽ hôm thứ tư tuần trước đó. Cô gái có đôi mắt long lanh cùng với gương mặt thanh tú đã thu hút sự chú ý của Hải An ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau khi vẽ Khánh Linh vào trang cuối cuốn vở, Hải An còn bắt chước người ta vẽ thêm một trái tim vào góc dưới bên phải của bức tranh. Nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy tên của Khánh Linh được viết tắt là KL chìm ở trong đó. Khánh Linh vô cùng tinh mắt nên đã nhìn ra hai chữ viết tắt tên mình chìm bên dưới hình trái tim nhỏ xíu kia. Cô chỉ vào đó rồi nói, cậu sợ người khác không có nhận ra mình vẽ tới hay sao mà lại ghi tên vào đây. Húng hồn, cứ tưởng bị cô mắng vì vẽ linh tinh. Hải An lắp bắp, thì tôi thấy người ta hay dùng hình trái tim để ghi tên hay ký tên nên tôi cũng muốn thử mà. Khánh Linh mỉm cười, nhưng mà tôi thích hình ngôi sao hơn, sau này nếu còn vẽ tới nữa thì ghi bên trong cái hình ngôi sao nghe. Hải An gật đầu, nhất định sẽ vẽ nữa. Khánh Linh đưa quyển vở lại cho Hải An rồi nói, tớ muốn cậu ghi nhật ký bằng tiếng Anh vào cuốn sổ tớ tặng á. Hải An ngạc nhiên, bằng tiếng Anh sao? Khó lắm á. Khánh Linh giải thích, không có sợ sai, cậu viết lại những chuyện cậu đã gặp, cái từ nào không biết thì tra từ điển. Hải An tò mò hỏi, rồi cậu có đọc nó không? Khánh Linh vội xua tay, không, tớ chỉ muốn cậu tự học thêm mà thôi. Hải An lập tức gật đầu, cậu đã nghĩ ra một câu tiếng Anh để viết vào cuốn sổ. Cậu nhoẻn miệng cười, không ngờ cách học này của Khánh Linh thật là hiệu quả. Đúng lúc này, Khánh Linh ngước mắt lên, cô vô tình nhìn thấy nụ cười của Hải An. Chẳng hiểu sao nhịp tim lại tăng lên. Vừa rồi khi cô thấy tên mình được ghi trong hình trái tim còn bình tĩnh xử lý, vậy mà bây giờ thấy người ta cười, cô không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Cuối buổi học thêm ngày hôm đó, Hải An vội chạy theo Khánh Linh. Chờ đã. Kim Chi và Nhật Minh đang đi cùng Khánh Linh cũng đứng lại. Hải An có chút ngượng ngùng nói với Khánh Linh, tôi gặp riêng cậu một lát được không? Nhật Minh bật cười, nghe nói hôm nay hai người cùng với nhau cả buổi trưa, cậu vẫn còn muốn nói chuyện riêng với em ấy sao? Nhật Minh vừa nói vừa tưởng tượng ra cái cảnh Hải An cùng Khánh Linh nói chuyện vui vẻ mà hóng khói bực mình. Cậu cũng muốn ở lại buổi trưa cùng Khánh Linh, nhưng ông nội nhất quyết không chịu ăn cơm nếu cậu không ở nhà. Ai nói cháu đích tôn như cậu là sướng đâu chứ? Khánh Linh mỉm cười, tách ra khỏi nhóm Nhật Minh Kim Chi. Kim Chi nói với theo, nhanh lên, tớ đợi nha. Khánh Linh khẽ gật đầu rồi đi theo Hải An. Cô nhìn cậu rồi hỏi, có chuyện gì mà cậu tìm tớ gấp vậy? Chẳng phải ngày mai mình lại gặp nhau sao?
Hải An gãi gãi đầu. Thì đó, vì cái chuyện ngày mai nên mới đi tìm cậu nè. Khánh Linh tò mò, cô mở to hai mắt chờ câu trả lời cụ thể về phía Hải An. Mai học thể dục, tôi muốn hỏi cậu là đã chuẩn bị đồ bơi chưa? Khánh Linh mỉm cười, thì đương nhiên là có rồi. Hải An nói, ý tôi là cậu có thể chuẩn bị đồ bơi dài một chút không? Khánh Linh có chút bất ngờ. Dài là sao? Hải An xòe bàn tay của mình ra trước mặt Khánh Linh. Đừng mặc ngắn quá, tôi sợ làm đau cậu. Khánh Linh lấy tay xoa nhẹ vào những vết chai trên tay Hải An. Không hiểu sao, hai mắt nhòe đi, dường như cuộc sống của cậu rất vất vả. Đây có thể là đôi tay của một học sinh lớp 11 sao? Hải An luống cuống thu tay lại. Tôi làm cậu sợ phải không? Khánh Linh vội lắc đầu, không phải. Hải An mỉm cười, tôi chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi. Ngày mai tôi sẽ chuyên tâm dạy cho cậu. Nói xong, Hải An lập tức rời đi. Khánh Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, tự hứa với bản thân nhất định sẽ tìm cách giúp Hải An. Kim Chi thấy vậy liền đi tới vỗ nhẹ vào vai Khánh Linh. Đi thôi, còn nhìn người ta đến chừng nào nữa. Khánh Linh quay sang hỏi Kim Chi, gia đình Hải An rất khó khăn đúng không? Kim Chi lắc đầu thành thật nói, tôi cũng không rõ lắm. Nhật Minh nghe vậy liền lên tiếng, gia đình cậu ấy sống dựa vào việc chài lưới, bản thân Hải An cũng phải làm thêm kiếm tiền phụ gia đình. Khánh Linh hỏi Nhật Minh, vậy lớp mình đã giúp cậu ấy bao giờ chưa anh? Nhật Minh khựng lại, vừa rồi còn nghĩ, nói ra những lời như vậy Khánh Linh sẽ không để ý tới Hải An nữa. Thật không ngờ cô lại mở miệng đề nghị cả lớp giúp Hải An. Thấy Nhật Minh im lặng, Khánh Linh liền nói, em thấy lớp có bao nhiêu kế hoạch giúp các bạn vùng sâu, vùng xa, trong khi một người bạn học gặp khó khăn lại không để mắt tới. Nhật Minh miễn cưỡng đáp, anh sẽ lưu ý. Quả thật, Nhật Minh cũng có kế hoạch giúp Hải An, nhưng từ khi biết chuyện Hải An thích Khánh Linh, cậu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, không muốn triển khai kế hoạch đó. Khánh Linh nhoẻn miệng cười nói với Nhật Minh, vậy anh làm ngay đi, em sẽ nghe theo anh. Nhật Minh mỉm cười nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Khánh Linh chỉ vừa mới gặp Hải An đã quan tâm như vậy, còn cậu thì sao? Cô có quan tâm tới cảm xúc của cậu hay không? Hết chương 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn bấm đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để có thể bấm biểu cảm, bình luận và được thông báo khi có video mới. Chúc các bạn khỏe, vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.